Ngoại hình gầy gò gây sốc cộng đồng mạng của Thuận Nguyễn. Từ một nam vương người mẫu với body 6 múi chuẩn chỉ, Thuận Nguyễn gây sốc khi lộ hình ảnh gầy rộc còn da bọc xương vào thời điểm hiện tại. Cư dân mạng bán tín bán nghi suy luận rằng đây có thể là tạo hình nhân vật trong phim mà anh chàng này tham gia. Tuy nhiên, sự việc khó đoán khi Thuận Nguyễn đã khóa trang cá nhân. Nếu chỉ vì đóng phim mà ép cân khủng như Thuận Nguyễn thì quả là một hành động quá hy sinh vì nghệ thuật. Từ trước đến nay, anh chàng vẫn nổi tiếng với ngoại hình cực phẩm, cao 1m88, body 6 múi và gương mặt đẹp trai nam tính. Thuận Nguyễn từng là Á vương 4 tại cuộc thi Mr. Global, Nam vương quốc tế 2017. Sau đó anh lấn sân sang đóng kịch và cả phim điện ảnh. Hai dự án điện ảnh anh đang tham gia là Bẫy Ngọt Ngào và Thanh Sói. Sau khi hình ảnh gầy guộc của Thuận Nguyễn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí khá sốc, có ý kiến còn suy diễn theo chiều hướng tiêu cực.